Xin kính chào tất cả các bác và anh chị em nhé, đã quay trở về với kênh YouTube của bên cửa hàng em Tuấn Audio. Ngày hôm nay bên cửa hàng em Tuấn Audio này tiếp tục lại lên bán thanh lý cho các bác hai cái mẫu súp 40, được chưa? Hai mẫu súp 40 các bác nhé. Thương hiệu đến từ là Firex. Nó một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng đúng không ạ? Với cái dòng bát này thì là hàng bãi nha các bác nhá. Vẫn còn rất là có những cái vết bẩn này. Đó, hàng bãi. Nói chung là cái con này thì nó cũng khá là lâu đời rồi nhưng mà âm thanh của nó thì vẫn rất là ok. Với cái độ nhạy cũng như là những cái tính năng cực kỳ là cao, độ nhạy của cặp súp này đấy, của một chiếc súp này nó lên đến là 100 dB, giải tần đáp ứng là từ 338 Hz đến 150 Hz các bác nhé. Nói chung là rất là ổn định, các bác có thể căn giải và cắt giải rất là ok trên cái quả súp này. Công suất khởi chạy cho chiếc súp này thì nó từ 500W và max công suất đỉnh điểm lên đến là 1600W nha các bác nhé. Firex rất là tốt. Mặt e căng, các bác nhìn thấy mặt e căng này, một lớp lưới e căng và bên trong là một lớp vải. Đó, và bên cạnh đây thì bên em cũng đã mở sẵn ra cho các bác và anh em rồi. Đó, các bác thấy là cái màn trong thì với thiết kế là gân vải tẩm dầu ốp phôi lồi, gân là gân xếp đôi, rất chắc chắn các bác nhé. Có thôi đã thấy sướng rồi. Còn về cái thiết kế vỏ thùng thì thùng này được làm từ thùng gỗ nha các bác nhé, chứ không phải là từ những cái thùng mùn cưa đâu, không phải từ những cái chất liệu là thùng mùn ép. Đó, không phải các bác nhá. Đây là cái thùng China, thùng hàng bên China rất là đẹp. Để mà mua cái thùng này nó đã tốn tiền rồi. Đằng sau thì như các bác thấy là những cái thông số kỹ thuật của cặp súp này nó cũng đã ghi thông số đầy đủ hết đằng sau, như là độ nhạy này, công suất này, điện trở kháng này. Rồi là ở đây là có thêm là cái độ nói chung là có thêm một vài cái tính năng nữa như kiểu là cộng trừ ôm, rồi tần số bao nhiêu là cặp súp này nó đáp ứng đầy đủ hết cho các bác và anh em nhá. Thì ngay sau đây là em sẽ test âm thanh của cái chiếc súp 40 này. Đó, các bác có thể đang nghe thấy âm thanh đánh cực kỳ là lực nhá. Rung nhà luôn. Dòng này thì rất là phù hợp cho các bác và anh em mang về làm âm thanh sự kiện nhỏ lẻ cũng được, mà dùng gia đình nha các bác nhá. Em sẽ sang đổi rắc. Đổi rắc sang chiếc súp bên cạnh để các bác nhìn thấy rõ hơn cái màn của chiếc súp này đánh này. Nó đánh rất là lực các bác nhá. Đó, với một cái màng gân vải như này thì anh em yên tâm về cái độ bền của những quả súp như này. Rồi em xin phép tắt nhạc đi. Đó, giá ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ gửi tới tri ân cho các bác khách hàng, giá chỉ có 3.500.000 một quả súp nha các bác nhá. 3.500.000 một quả súp này. Hàng rất là đẹp, hàng bãi cực kỳ ngon. Nếu các bác quan tâm thì anh nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của bên cửa hàng em Tuấn Audio 0974251246 để được tư vấn cũng như là mua hàng một cách nhanh nhất các bác nhá. Rồi video của bên em đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác và anh chị em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em.